sắp 20 tháng 10, năm nay ba không muốn ngủ ngoài hành lang nữa đâu. Yên tâm, cứ để con. Tiền đo phải giấu đi. Đùa à cụ, ít này sao đủ. Ba phải tin con chứ. Đầu tiên, muốn chinh phục trái tim phụ nữ là phải đi từ cái dạ dày. Nhưng mà ba không biết nấu. Cứ để con. Trước tiên cứ cắm cho con hai bát cơm cái đã. Sau đó đã xong yeah. Tiếp theo, con gái ai cũng thích lãng mạn. Hai ba con là mẹ xúc động quá. Đây là trứng cà chua. Đây là đậu rán. Còn đây là rau muống xào tỏi. Thôi để em ăn cơm. Này, rõ ràng ba làm theo công thức của con mà. Chắc mẹ xúc động không nói lên lời đấy ba. Một buổi hẹn hò hoàn hảo, tất nhiên là không thể thiếu sự bất ngờ. Đứa là không được mở mắt đâu đấy. Ta-ra. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu mà con.